Xin chào các bạn trở lại với cái tiếp theo của mình là Huy Sinh đây. Và trong video hôm nay thì mình sẽ thử săn Neutan và chơi bóng tối nha các bạn. Trước ở video xin chúc mọi người mới thật vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay thì bấm đăng ký kênh, like video ủng hộ cho mình nha. Rồi, hiện tại là mình đã triệu hồi được cái đảo băng rồi nha các bạn. Nhưng mà mỗi tội là vừa lái đi thuyền đến đây thì bị mấy con sự kiện biển nó cắn phát là mất thuyền luôn các bạn ơi. Đấy, giờ thì mình không biết như nào luôn. Giờ thì đang đợi một bạn ở nhà đi thuyền đến để xem liệu mình có thể gọi là cho cái thuyền vào trong cái chỗ Leviathan không nha. Chung giờ chỉ biết đợi thôi. Đấy, khá là đen luôn các bạn. Đến đây phát chờ mấy bạn kia ở nhà mà thuyền bị mấy con si bít với mấy con sự kiện biển ấy, với con tàu ma nó cắn mất thuyền luôn. Giờ thì không biết như nào luôn. Giờ mình ấn vào ấy thì chắc là mình không có tim các bạn, nên bắt buộc giờ mình phải chờ nha các bạn. Chung là hôm nay là vừa may mắn là vừa đen các bạn. Ra Leviathan thì khá là nhanh, tầm gần 10 phút rồi các bạn ơi. Rồi thì chắc giờ mình sẽ chờ nha, để cho các bạn kia lấy thuyền đến đây nha các bạn. Rồi các bạn ơi, thì hiện tại là mình không chờ được các bạn, mấy bạn kia cũng vậy. Và các bạn cầm thuyền kia là đi lâu quá, đi nửa tiếng liền. Mình đã chờ 30 phút rồi nhưng mà vẫn không đến được các bạn ơi. Không biết đi kiểu gì ấy. Thế là mình với mấy bạn này quyết định là ấn luôn nha các bạn. Đấy, ấn luôn đi để cho nó đánh cho nhanh luôn đi. Không tí cứ chờ này bị mất kết nối là phát là phí các bạn. Rồi, thì hôm nay là mình sẽ test thử cái sức mạnh của chai bóng tối để xem lượng đam như nào nha. Uầy, chưa chắc được 2.900 đam này. Và chưa về được 5.100 đam nha các bạn. Thì nói chung là chai bóng tối thì mình thấy là nó sao nhỉ? Nó một trong thuộc cái trái thuộc hệ Nozia các bạn ơi. Nhưng mà nó lại khá là thua thiệt các bạn. Mặc dù ở trong phim ấy, trong One Piece ấy, thì nó cực kỳ mạnh luôn. Nó là trái, sao nhỉ? Trái quỷ của Tử Hoàng Râu Đen các bạn. Mà trong đây mình thấy nó hơi phế nha. Không phải phế về cái sức mạnh đâu mà nó phế về cái lượng đam các bạn. Còn cái combo thì nó quá là mạnh các bạn. Mình thấy là rất nhiều những người chơi bro để dùng cái trái này để BB. Những cái trái này nói chung là chiêu nào cũng có khống chế các bạn, trừ chữ ép ra. Đấy thì hôm nay mình sẽ thử dùng cái sức mạnh của nó như nào nha. Hiện tại thì mình thấy là cái chiêu X và cái chiêu C của nó hơi phế nha các bạn. Đấy, từ để mình test thử. Đây chiêu Z này khá là mạnh luôn. Và hiện tại thì đang khá là đông các bạn ơi. Hiện tại thì hình như là đang khoảng tầm, mình không biết là bao nhiêu người nữa, 7 hay 8 người. Tại vì cái bánh răng này kìa, cái không phải bánh răng là cái gì, chả biết, không nhớ là cái đấy cái gì. Nó hiện thị là 5 người các bạn, nhưng thực ra là khoảng tầm 7 hay 8 người đánh các bạn ơi. Đấy nên mình cần phải dồn đam làm sao mà cho đủ đam nhá. Từ từ, chung hôm nay hơi đen các bạn. Mặc dù ra là Leviathan khá là nhanh nhưng mà lại không có tim được các bạn ơi. Coi như mất thuyền là không có tim. Thì giờ mình sẽ cố gắng dồn đam cho các bạn. Đây, đấy, chắc là mình sẽ đánh vào mina chính nha các bạn. Và mình thấy là uầy, được x5 vậy này. Uầy, mình không hiểu tại sao mình được nhiều vậy như vậy. Từ từ. Đây, từ mình sẽ tìm cơ hội để mình test cái chiêu x và chiêu c nha. Tại vì hiện tại rất nhiều người đông à, rất là đông người ấy. Đấy thì mình cần phải dồn đam làm sao cho đủ đam. Tí là mình bị thiếu đam mình chết. Từ từ. Đây. Từ z này, chiêu z thì mình thấy đánh khá là xa đấy. Còn chiêu c thì không gây được đam rồi, thì như không gây được cái xa ấy. Được 3 vải tiếp này. Ok, từ Z này. Đó, hiện tại thì mình sắp săn full trái quỷ các bạn ơi. Chung mà còn duy nhất hai trái ở truyền thuyết mình chưa săn là một cái trái rồng. Thì thấy nó phí, hơi phí các bạn. Nếu mà chỉ dùng để săn em chan hơi phí. Uầy, x47 này, được 27 rồi. Đó, đây đủ để ăn chan rồi đấy. Còn cái trái, một cái trái nữa là cái trái trái gì ta? Trái điều khiển. Trái này thì thật sự là nó, nếu mà nó không ở trên mặt đất là không sử dụng được các bạn. Chung phế lắm. Đấy thì giờ thì mình sẽ cố gắng mình dồn đam ạ. Bây giờ thì không cần phải dồn nữa. Đấy, đây test cho các bạn này, chiêu C là không được nha. Chung trái bóng tối mặc dù nó khá là xịn trò trong việc BB nhưng mà mấy cái việc khác như kiểu farm hay là bi hay là săn chi bít hay là đánh mấy con này, cái Leviathan này nó không đánh được các bạn nha các bạn. Chữ X thì dồn được đam, các bạn có thể thấy mình vừa dùng xong. Thế nhưng mà cái chữ X nó phải giữ cơ. Giữ thì thật sự là cái tầm đánh nó sao nhỉ, nó thấp quá các bạn ơi. Không phải thấp mà nó ngắn quá. Nó không như là cái trái ánh sáng. Chữ X của nó cũng là giữ nhưng mà nó lại giữ được lâu, nó kiểu cái tầm đánh nó xa ấy. Còn cái trái này thì sự tầm đánh hơi gần. Còn chiêu C thì nó không đánh được rồi. Đây, quả cầu bóng tối này. Ui. Cũng như 7 này, chắc không dồn đủ đam. C này. Lên là mình sẽ dùng thêm mene và kiếm để mình đủ đam các bạn. Không biết là trần được 37 là mình đủ một lần enchan các bạn. Đấy, mình thì cũng không quan trọng về team lắm bởi vì mình còn một quả team thừa từ lần trước cơ. Lần này thì nó lại bị không có tim. Lần trước thì không đủ 7, lần này thì không có tim. Ảo thật sự nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt con xong con Leviathan này luôn đi. Wow,
X3 này. Ok luôn. Nói chung là sang em than khá nhiều belly các bạn. Với mình nhìn belly của mình là vẫn đang là 369 triệu hay sao, giờ lên 370 triệu rồi. Đây. Nhìn quả tim trông tiếc quá các bạn ạ. Rồi, đáng nghe giờ đang đi kéo tim rồi. Nhưng mà đen. Các lần sau mà cậu cặp các sự kiện trên biển thì mình không chờ mấy bạn ở đi sau nhá. Các bạn đi sau là nếu mà không có sự kiện trên biển thì mình sẽ gọi là chờ, còn quá là mình ấn luôn nha. Chứ vừa nãy là tiền một tí máu mà mình chờ mấy bạn kia phát là bị bất luôn thuyền. Đấy, lần sau là không có chuyện đó đâu các bạn ơi. Chụp tức tim vãi trưởng nha. Đấy, được một quả tim thì vẫn còn dự phòng giờ. Thôi, thì chắc là mình sẽ ngắm quả tim thêm một chút nữa là mình sẽ reset nha các bạn. Đấy, chứ giờ cũng không kéo rồi. Giờ có về lấy thuyền ra kéo thì cũng không kéo được các bạn. Quả tim mà chỉ tồn tại được một phút thôi. Đấy, một phút sau là sẽ mất. Chắc giờ cũng gần mất rồi đấy. Tiếc vãi trưởng luôn đấy. Ok, thì chắc giờ là mình sẽ gọi là reset nha. Sau đó là mình sẽ về, mình sẽ enchant các bạn. Nói chung là mình vẫn đủ cái nguyên liệu để enchant các bạn. Đây, các bạn nhìn rõ quả tim chưa? Đấy, ba người đứng vẫn đây đứng đây tiếc này. Ok, giờ thì mình sẽ reset nha các bạn. Đấy, reset thôi. Đó thì do mà lần trước mình còn một quả tim không? Lần trước là mình không đủ vậy nên thừa một quả tim. Thì hôm nay là mình sẽ dùng luôn. Đấy, lần trước là được tim nhưng mà thiếu vảy, lần này thì là thừa vảy nhưng mà thiếu tim. Đấy, khá là ảo. Từ. Giờ thì mình không biết enchant cái kiếm nào đây. Các bạn có thể gợi ý cho mình một thanh kiếm không? Chứ mình giờ mình không biết enchant kiếm nào luôn. Mấy kiếm mà mình thích chơi thì mình enchant hết rồi. Đấy. Giờ thì không biết dùng cái kiếm gì luôn. Từ xem nào. Mình sẽ dùng thanh kiếm gì đây? Mình sẽ dùng một thanh nào đó chuyên enchant nhé. Kiếm gì đây ta? À, mình sẽ dùng cây Wando rồi đi. Ok. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp ráp cái cuộn truyền thuyết và chúng ta sẽ enchant nha. Chưa chắc là dùng cuộn truyền thuyết nó ra được cái blessing đâu. Cuộn huyền thoại như lần trước mình dùng one hit phát ra luôn các bạn. À, thực sự luôn đấy. Rồi. Ok, nói chung dần dần chán các bạn. Không biết admin có update gì không, sắp hai lần quen đến nơi rồi. Ok, để xem nào. Rồi, xong luôn các bạn ơi. Không ra là cái blessing gì cả. Nói chung là cũng hơi chán các bạn. Ok, thôi thì chắc là mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Nói chung là tổng kết hôm nay thì trái bóng tối Sanelthan nó cũng gọi là tạm tạm nha các bạn. Nói chung là không nên dùng. Đấy, mình dùng làm video thì nên dùng thôi. Còn giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc video các bạn. Đấy, các bạn thấy video hay thì đăng ký kênh, like video để ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.